xem hết video này tất cả các bạn sĩ sẽ biết được một kho hàng trung cấp do bên sở bình sản xuất sẽ xả hết toàn bộ vào trong ngày hôm nay let's go hello xin chào tất cả mọi người thì à, giới thiệu với mọi người đây là một kho hàng xỉ dép bẹt của bên em anh mọi người thấy chưa? rất rất là nhiều luôn em anh đang ngồi à, trong một cái góc rất là nhỏ tại vì cái kho hàng này đã chứa hết hàng rồi gần như là là chỉ có một cái viên gạch hoa để mà mình đi ra đi vào thôi mà cũng à, tận dụng để chất hàng luôn mọi người hàng rất là nhiều thế thì hôm nay em anh có một cái điều rất là hời cho mọi người đó là tất cả các mẫu dép đẹp trung cấp ở đây hàng cũng rất là đẹp xả hết tất cả tất cả xả lỗ hết cho mọi người với giá đó là 35 mươi ngàn tách sỉ 50 đôi thì mọi người sẽ được lấy với giá là 35 Đây em anh sẽ cho mọi người xem Dép có rất là nhiều mẫu Nó rất là đẹp nó cực kỳ là đẹp, rất là sang luôn Thì à, mọi người à, nhắn tin trực tiếp Tới xưởng dép Để được gửi toàn bộ tất cả các mẫu Thì ở đây à, à, Em anh tính thì nó còn rớt vào khoảng độ à, Đâu đó Một ngàn hoặc là hơn ngàn đôi Một tí xíu thôi, không còn nhiều nữa Thì à, ai nhanh tay Lấy sỉ với giá Rẻ như thế này, rẻ mặt như thế này Thì nhắn tin trực tiếp cho bên xưởng dép Nguyễn Như Anh Đây là giá xeo lỗ luôn mọi người nhé hiện tại thì cũng gần cuối năm rồi thì tất cả các lô hàng bên em anh sẽ bắt đầu tập trung để sell lỗ ra có những cái mẫu mã mà à, nó bị tồn động lại đúng không thì bắt buộc phải xả dưới giá nhập luôn bắt buộc phải xả luôn ở dưới giá sản xuất luôn bắt buộc phải xả lỗ luôn thì mọi người lưu ý giúp em anh đây là những cái giá mà mọi người mua rất là tốt để mọi người có thể bán ở sạc bán ở chợ thì đây lâu lâu thì sẽ có một số cái chương trình nó như vậy thôi chứ không phải khi nào cũng có những cái chương trình như thế rồi cảm ơn mọi người nhắn tin nhắn tin nhanh mọi người nhé cảm ơn